thi đấu và trực tiếp vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các trận đấu thuộc vòng chung kết U23 châu Á 2020 được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6. Đài truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức vòng chung kết giải U23 châu Á tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 năm 2020 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với sự góp mặt của 16 đội bóng trẻ xuất sắc nhất châu Á. Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại 4 sân vận động của Thái Lan.